Nó sẽ ra cái trang đầu tiên của chúng ta là openweathermap.org. Được chưa? Được chưa? Weather API này. Sau đó chúng ta tiến hành là sign up, tức là đăng ký một tài khoản mới. Được chưa? Thì chúng ta tiến hành đăng đăng ký vào giúp tôi. Như tôi có tài khoản rồi, tôi sẽ điền điền vào đây. Đây, tôi đã có tài khoản thì tôi vào trong này rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là sử dụng cái Weather API này để theo dõi và tìm kiếm các cái thông tin của các cái thành phố khác nhau về thời tiết. Bây giờ chúng ta đăng ký member giúp tôi đi. Đăng ký và đăng nhập vào. Được chưa các bạn ơi? Đăng ký được chưa? Chưa. Được rồi. Ủa? Được rồi. Đăng ký nhanh mà, có gì đâu. Khẩn trương nhá. Đăng nhập vào này thì chúng ta tôi sẽ hướng dẫn chúng ta dần dần để tiếp xúc với những cái khái niệm API. Có những API free và cũng có những cái API có thể là do tự chúng ta viết ra. Do đó là chúng ta cần phải lưu ý những cái thứ như vậy. Tôi xóa hết đi. Được chưa? Các bạn chọn cái tab API key này nhá. Chọn được chưa? Đăng nhập vào và chọn cái API key này. Sau đó chúng ta chọn cái vào cái phần create key này, chúng ta đặt tên, ví dụ như đây tôi đặt là PT14313 web GS nâng cao đấy, tôi generate ra. Ồ, nhiều quá, đây web thôi, đến đây thôi đó. Thì chúng nó sẽ sinh ra một cái đoạn mã như này. Chúng ta cái mã này ấy, thường thường các cái bên cung cấp API họ sẽ lock cái mã này lại, và khi mà mỗi khi chúng ta gửi request lên server ấy thì họ sẽ biết là ai, ai là người đang gửi request lên. Tạo mã đi. Được chưa các bạn ơi? Được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang các cái phần service bên này này. Hoặc là sang phần API ở đây. Đây, chọn cái API này nhá. Bấm vào đây. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái đống API ở phía dưới này. Các bạn muốn dùng cái nào thì dùng. Được chưa? Ví dụ chúng ta muốn dùng current weather data, tức là cái dữ liệu hiện tại, cái dữ liệu thời điểm ở cái dữ liệu về thời tiết thời điểm hiện tại ở các thành phố thì chúng ta dùng cái này. Được chưa? Cái forecast này này. Forecast này thì nó là dự đoán theo giờ. Được chưa? Đây là dự đoán trong ngày 16 ngày tiếp theo này, dự đoán cho 30 ngày tới này. Thì đó, thì chúng ta thích dùng cái nào thì dùng. Được chưa? Ví dụ tôi sẽ dùng cái này. Current weather data này. Được chưa? Tôi sẽ dùng vào chọn vào cái API đốc.
Dạ, tôi dùng API Doc. Tôi có thể tìm kiếm concurrent weather data for one location, tức là gọi đến cái dữ liệu thời tiết tại thời điểm hiện tại ở một thành phố. Dạ, thì chúng ta thấy ở đây này, cái API call này này, thì chúng ta sẽ gửi request lên là gì? api.openweathermap.org sượt data sượt 2.5 weather hỏi chấm q thì nó chính là cái tên của thành phố, và API ID tức là cái API key của chúng ta. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ copy thử thằng này. Tôi vào cái ứng dụng comment của các bạn, không có cái này thì cài vào, không thích thì cài vào, không thích thì thôi. Nhưng mà đúng ra là ở trong cái việc là chúng ta làm việc với API là chúng ta bắt buộc phải có cái những cái tool để test như này. Rồi. Rồi đây, tôi sẽ gửi cái đường dẫn như sau. HTTPS này. API Open Weather Map. Weather. Được chưa? Đây là request dạng GET. Được chưa? Request dạng GET. Thì với Q, ví dụ tôi muốn tìm ở thành phố Hà Nội, tôi viết chữ Hà Nội vào đây. API key thì nó chính là cái key của chúng ta. Đâu rồi? Đây, cái API key đây, tôi copy cái key này. Tôi thay vào trong cái key này. Về vào đây, send. Đó. Invalid API key. Điền. Chờ tí nhá. Không có nhỉ. App ID. Bố láo. Nó lại không có cái API key này nhỉ, lạ thảo ra. Review invalid API key. Chờ tí để tôi xin nhận. Copy. Quên. Hình như thừa rồi. Đó, không được này. Service. Thôi, API key này lại không được nhỉ. Chào chút nha. Chào tôi search xem lỗi gì. Đúng app ID rồi mà. Mua. Cái này nó đang bảo đây này, cái này nó đang bảo là tôi vừa đọc thấy. Đây này. It is most likely that new API key take a few minutes until it work, tức là phải chờ vài phút. Nhưng mà nãy giờ mình chờ vài phút rồi. But if I find working today. Từ từ chờ tí.
Hay là tài khoản của mình là tài khoản free nó không cho nhỉ? À, nó có cái trang sample này. Chờ tôi chút, để tôi copy thử thay cái này. Có vẻ được. Ừ. Cái gì mà lộn đồn này? Vẫn thế, không phải. Yeah. Của Vinh gửi được à? Đây này, đúng rồi. Key này của Vinh dùng được này. Chắc là của tôi dùng nó lâu quá, nó không cho free nữa. Đúng không? Đây, sửa Hà Nội. Bao này, trời nhiều mây này. Đúng không? Việt Nam này. Ok. Tôi thử thêm một cái Matrix. Rồi chờ tí. Open using sale. Đây, unit matrix. Đây, nó sẽ chuyển cái đơn vị đo nhiệt độ của chúng ta sang thành đơn vị đo là độ C. Đây. Nhéo gì 26 26. Sao cao nhỉ? Nhiệt độ hôm nay bao nhiêu không ơi? À, đúng thật, Hà Nội đang 27. Được chưa? Thì đây nhá, chúng ta sẽ tiến hành như sau. Tôi sẽ tiến hành là vẽ ra cái gem board của chúng ta như nào. Đây, cái lớp của chúng ta đây. Đây nhá. Cái giao diện của chúng ta nó sẽ trông như này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ô input này. Input này. Khi mà chúng ta viết text vào đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng JS. Đây, cái đoạn JS đây. JS. Chúng ta gửi một cái request lên API. Và API nó sẽ return lại cho thằng 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 dữ liệu này một object. Một object, object dạng như này. Được chưa? Chúng ta sẽ phải bóc tích cái object này ra và hiển thị cái đống dữ liệu này, hiển thị cái dữ liệu này ở phía dưới này là nhiệt độ này. Nhiệt độ là bao nhiêu? Được chưa? À, thời tiết là mưa hay nắng, nội dung mưa nắng là gì, các thứ ở phía dưới này. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể là tìm kiếm thêm cái thành phố khác và lại gửi lên và kéo về đây. Bài tập rất đơn giản thôi.
Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Tôi sẽ mở cái project của chúng ta ra. Đây. GS nâng cao. Đói. Open reason. Đây. Đúng nó nhỉ. Rồi ok, chúng ta sẽ có lesson 10. Đây. Trong này chúng ta sẽ tạo một file mới là index.html. Dạ. Html đi. Mình sẽ làm bằng tôi viết text trước nha, viết text thường chứ nhá. Sau đấy bootstrap bút trước thì tính sau. Đây là thông tin thời tiết. Dạ. Thì ở đây chúng ta có như sau. Đây có một cái clip này. Chúng ta có một cái thẻ label. Đây là nhập tên thành phố. Đây thẻ input. Time tag. Có ID. City name. City name này. Dạ. Placeholder. Là nhập tên thành phố muốn tìm và enter. Đó, chúng ta có code JavaScript ở đây. Dạ. Bây giờ mình có như sau, tiến hành là ví dụ như va thẻ city bằng document.query selector bằng city trừ name. Dạ. Chúng ta sẽ tạo bắt sự kiện, bắt sự kiện enter của thẻ input. Nếu các bạn biết bắt sự kiện enter của thẻ input là như nào thì làm như nào? À, làm sao để biết là cái thẻ input này nó đang bấm cái phím enter? Như là dùng key up phải không này? Sai, key up không đúng. Cũng là key nhưng không phải là key up. Key press. Hình như có vẻ không đúng. Nó chỉ còn cái gì ạ? Còn cái key down thôi. Nhưng mà key down nó chỉ bắt được cái sự kiện là phím ấn bấm phím xuống, nhưng làm sao để biết được cái phím đấy nó là phím enter? Có biết không? Biết không? Thế rồi, học JS thế này thì vứt đi rồi. Nào, cố gắng lên, search đi xem nào. Cho các bạn 2 phút để search xem bạn nào trả lời được. Đây, các bài toán ở trong sau này chúng ta đi làm nó cũng sẽ dạng như này. Nào, tìm đi. Tìm kiếm đi xem nào. Xem làm cách nào. Xem cái event key ạ. Hả? Cái event key bằng event key. Đọc đi xem nào. PT này. Đây, đọc đi. Event key press. Event key press. Nào, đọc đi. Ai tìm rồi thì đọc cho tôi. Sẽ viết như nào nhỉ? City.on key up on key down, đúng không? Bằng function. Trong cái này là event này. Rồi, giờ làm nào. Như nào? Keep console log rồi đi. Console log ra là gì? Event này. Đấy, event chấm key
cái gì? Code. À, thử. Đây nha. Đây. Chạy này. Được chưa? Thử này. Gõ một phím. Chữ S thì là key code của nó là 83 đúng không? Được chưa? Bây giờ mình gõ tiếp này, chữ F, chữ V thì là 86 này. Chữ B thì là 84 à 66 này. Chữ N thì là 78 này. Bây giờ phím Enter nhá, phím Shift này, thử phím Shift này. Shift là 16 này. Mũi tên phía lên phía trên là 38, xuống là 40, trái là 37, phải là 39. Đấy chưa? Bây giờ phím Enter là bao nhiêu? Mười Enter ba. là 13. Đấy, nhớ nhá. Lần sau nếu mà muốn làm cái gì thì phải nhớ cái trò này. Bây giờ khi đặc biệt khi bấm phím Enter xuống là chúng ta bắt sự kiện key down của một cái input. Sau đó kiểm tra cái event key code. Được chưa? Nếu mà event key code bằng 13 thì tương đương việc là chúng ta vừa mới bấm phím Enter. Ok chưa các bạn ơi? Hiểu không? Nếu event.keycode 13 được chưa bằng 13 thì đây là đang bấm phím Enter này. Thì tại đây mình làm gì? Lấy thông tin từ từ gì? À, lấy dữ liệu, lấy value từ thẻ thẻ gì ạ? Thẻ input. Sau đó gì? Sau đó gửi gửi request lên api.weather chưa đúng không nào. Bây giờ mình làm như nào? Ở đây mình sẽ có một cái va api url bằng bằng cái gì đâu thế nào à đâu rồi à? Đây api url đây bằng cái này đây bằng cái chuỗi này được chưa. Tiếp tục là mình có cái hỏi chấm app ID và unit đây hỏi chấm app ID bằng với lại cái đoạn này cái API của Hiếu đây được chưa. Và có cái gì nữa? Và unit metric copy bố đi cho nhanh unit bằng metric thì để nó chuyển sang gì ạ? Chuyển sang chữ à, chuyển sang nhiệt độ đúng không? Tiếp theo là gì? Đây là chúng ta đã có API URL nhá. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ có là cái city name bằng bằng gì ạ? Event chấm target chấm value chưa? Event chấm target chấm value cái này là của DOM cơ bản tôi sẽ không nhắc lại nữa vì sao nó là target chấm value tôi không nhắc lại nữa đâu. Cái đấy các bạn học ở JS cơ bản rồi, nó đơn giản nó là lấy giá trị của cái thẻ xảy ra sự kiện được chưa. Sau đó chúng ta có cái URL ta request URL nó sẽ bằng API URL cộng với cái gì và thì quy bằng bằng cái gì ạ bằng city name đó. Đây là thêm dấu cộng ở đây nữa được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là gửi request lên server. Rồi bây giờ các bạn làm thực hiện cho tôi cái việc là gửi request lên server này rồi tí nữa đọc lại cho tôi. Làm luôn. Tôi làm cho đến đây được 70% rồi.
Nào làm đi nhanh em. Lấy dữ liệu chưa? Đi đâu hết à? Dũng lấy dữ liệu cho Dũng. Bật mic, bật cam này, à bật mic lên. Sao? Cái gì? Có hiểu câu hỏi không? Nó mấy Có rồi? hiểu câu hỏi không? Tôi chỉ nói em còn đang tìm kẻ. Em còn đang phải áp ID cho cái dạng code. Cái Đây dạng app ID đây tôi gửi luôn cho. Khổ lắm ngờ loành quanh nãy Hiếu nó đã chat ở phần chat rồi. Và bây giờ vẫn còn phải đi tìm app ID, chịu. Đấy app ID đấy ở phần chat đây. Phạm Ngọc Anh nào, gửi được request lên cho em ơi. Gửi rồi thầy ơi. Đâu, đọc cho tôi nào.
Giờ mình làm nhỉ? Mình dùng hàm fetch rồi. Fetch. Rồi. Request URL. Request URL. Một ngoặc nhọn method get. Method get. Phải. Một ngoặc nhọn. Chứ. Method get. Get. Rồi, sao nữa? Chấm gen ạ. Bên xuống bên dưới ạ. Gen. Rest. R-E-S. Request. Respond. Mũi tên sang. Tên. Mở ngoặc nhọn. Mở ngoặc nhọn. À, không, không cần mở ngoặc nhọn luôn ạ. Respond.json luôn. Ừ. Rồi. Rồi, chấm gen bên dưới. Data. Data. Mở nhọn con slope data nữa nhỉ. Này. Đúng chưa? Rồi. Rồi, ok. Đây, chúng ta sẽ có như này. Chúng ta sẽ dùng cái hàm fetch để gửi request lên cái request URL mà chúng ta vừa mới xử lý xong với method get. Sau đó chúng ta biến đổi cái dữ liệu, tập dữ liệu mà người ta trả về sang dạng JSON và chúng ta log nó ra ở đây, console log data. Được chưa? Và bây giờ chúng ta xem kết quả. Đây. Reload trang này, ví dụ như đây tôi để là Hà Nội. Enter. Đây, nó sẽ trả về chúng ta đây. Được chưa? Đây thông tin của coordinate này, đây là kinh độ vĩ độ nhá. Được chưa? Đây là kinh độ này, đây là vĩ độ này. Tiếp theo weather, đây là thông tin của về thời tiết này. ID 803, tức là cái nó đặt cái thành phố Hà Nội của chúng ta là mã là 803. Được chưa? Main là cloud, tức là trời nhiều mây. Được chưa? Description là broken cloud, tức là mây rải rác. Icon nó có cả icon đấy, nhưng tôi chẳng biết lấy cái icon ở đâu. Được chưa? Tiếp theo là main, nó có tem là thời tiết, là nhiệt độ, template đấy. Thời nhiệt độ là 25. Được chưa? Feel like tức là cảm giác như là 26,43 độ. Tem min là nhiệt độ thấp nhất, tem max là nhiệt độ cao nhất. Được chưa? Pressure là out là cái gì? Không, pressure này là cái gì nhỉ? Áp suất. Humidity là độ ẩm 83%. Còn cái pressure này tôi không biết thông số nó là cái gì, không biết. Đây là visibility, đây là tầm nhìn xa là 10 km. Được chưa? Gió, vận tốc gió, speed vận tốc gió là 4,6 km/h. Degree là cái hướng gió 105, chẳng biết nó là cái mẹ gì. Được chưa? Thì đấy nó là cái thông số của cái dữ liệu mà nó trả về. Bây giờ chúng ta sẽ thử là chuyển sang Hồ Chí Minh. City. Có không? Có rồi. City not found, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh City. Bây giờ có Hồ Chí Minh City, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây, nhiệt độ đang là 34. Được chưa? Cảm giác như là 36 độ. Được chưa? Thì đấy nó là cái thông số của thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như tôi search ở Cà Mau đi. Cà Mau. Không có luôn. Cà cách Mau. Bây giờ có. Đây nha, vẫn là Cà Mau Việt Nam nha. Cà Mau thì nhiệt độ đang là 32 độ. Được chưa? Ví dụ như tôi muốn search về New York. New York City. Đây, New York. New York là hiện tại nó đang là 1,57 độ. nó đang có tuyết thì sao? Được chưa các bạn ơi? Thế là chúng ta lấy được dữ liệu rồi nhá. Đúng không? Các bạn test đi xem có lấy được dữ liệu không? Sau khi lấy được dữ liệu thì chúng ta sẽ tiến hành ở đây là hiển thị các thông số của dữ liệu nhận về.
trên màn hình, trên code, trên HTML. Thì ở dưới này, đây tôi sẽ để là nhập tên thành phố này. Ở dưới này tôi có một cái div nữa, có H2, đây là thông tin thời tiết. Dạ, ở dưới này tôi có một cái thẻ H3, đây là thẻ strong đi, được H3, tên thành phố. Tên thành phố thì tôi để đây là cái một cái thẻ span. Span này. Rồi. Span này tôi đặt là ID là output OP, OP city name. OP city name, tên thành phố là gì các bạn phải pin vào đây. Phải span ID bằng OP country name. Đấy, tên quốc gia các bạn phải phang vào đấy, được chưa? Tiếp theo tôi có một cái H3 nữa, một thẻ P ở đây là nhiệt độ. Nhiệt độ 2 chấm, có một thẻ span, có ID cho nó bằng output span. Dạ, nhiệt độ là bao nhiêu? Độ C. Đó, tiếp theo P, độ ẩm. Lại một cái span nữa. Dạ. Âm. Âm. Tiếp theo là thời tiết đang như nào. Lại một span là span đây để là weather main. Đó. Thì bây giờ các bạn làm thế nào đấy để phin cho tôi đầy đủ các cái thông số ở trong cái div này, dựa vào cái data mà chúng ta đang lấy được từ cái weather map API. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái đoạn code HTML này để các bạn phang vào trong cái bài của mình và hiển thị dữ liệu từ cái API trả về kia giúp tôi. Được chưa? Chúng ta có 5 phút để làm. Tôi gọi một bạn bất kỳ và cho điểm.
Yeah. Em thầy cho em hỏi tí là cái nhiệt độ em sao nó lên tận 298.15 là sao ạ? Em thiếu cái unit metric. Thầy cho em thiếu cái đoạn đấy ạ. Đây này. Ừ. Cái đoạn đấy cái unit metric thì nó sẽ chuyển chuyển cái nhiệt độ từ F sang sang độ C. Ừ. Gì kìa? Dũng đang sai đóng ngoặc ở đâu, mở ngoặc ở đâu đấy? Check lại đi. Em đóng đúng tất cả mà, nhưng mà lúc mà hiện lúc mà mở ra thì em thấy nó ghi thì ở cái phần console log nó ghi là lỗi ở dòng thứ lỗi ở cái đóng ngoặc ở thứ hai. Lỗi cú pháp, cái lỗi này là lỗi cú pháp, tức là em biết đang viết thừa hoặc viết thiếu ở đâu đấy. Lỗi cú pháp là lỗi cơ bản nhất trong việc lập trình em phải sửa được. Hiểu chưa? Không ai cấm các bạn làm sai lỗi cú pháp cả, nhưng mà những cái lỗi đấy thường thường là những cái lỗi rất dễ sửa thì các bạn phải chủ động tự sửa trước đi. Thế thôi. Thầy vượt lại cốt đi thầy ơi. Không. Được chưa?
Nào, hết 5 phút rồi. Có bạn nào có câu trả lời không? Làm nào nữa? Ví dụ nha, bây giờ làm sao để hiển thị được lên thành phố lên đây? Làm sao để hiển thị lên thành phố lên? Data.name ok, chính xác. Chúng ta có cái này. Đầu tiên, một hiển thị tên thành phố, đúng không? Chúng ta có data.name thế xong. Nhưng mà chúng ta sẽ document.query selector. Selector là gì ạ? Opacity name, đúng chưa? Chấm inner đấy, dấu thăng này. Ừ. Đây. Document query selector opacity name chấm inner text bằng data name, đúng chưa? Tiếp theo là đến gì ạ? Đến gì? Tên quốc gia. Quốc gia số 2 thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Làm sao để lấy ra tên quốc gia đây, đúng không? Phải cái này không? Chấm SIS chấm có thiện chấm country data name này chấm chấm SIS chấm con chấm country được chưa? Bỏ nêm và chấm gì? Bỏ lên. Cái này là làm mốc thời gian nhá, thì chúng ta sẽ có chuyển quy đổi nó ra thì chúng ta sẽ có là thời gian mặt trời mọc trời, mặt sunrise và sunset. Sunrise là thời gian mặt trời lặn, sunset là mặt trời lặn. À, mọc, đây là mặt trời mọc, đây là mặt trời lặn này. Được chưa? Tiếp theo cái số 3. Đây hiển thị cái gì? Số 3 là chúng ta sẽ hiển thị đến cái nhiệt độ trung bình, đúng không? Hiển thị nhiệt độ. Nhiệt độ hiện tại. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải sửa lại cái country name này. Vào đây. Cái OTP OP tem này vào đây. Chúng ta sẽ có cái data chấm gì ạ? Data chấm gì? Main chấm tem ạ. Chấm main chấm tem. Rồi. Tiếp tục. 4. Hiển thị là độ ẩm. Hiển thị độ ẩm hiện tại thì chúng ta sẽ có là ophum chấm inner text bằng gì ạ? Bằng gì? Humidity ạ. Chấm main chấm humidity, đúng không? Vâng. Rồi tiếp tục. 5. Hiển thị là thông tin về thời tiết. Đây là cái này này. Đâu nhỉ? Quên mẹ rồi. Ở đây weather này. Weather. Này, weather không. Với cả main. Rồi weather.inner text bằng gì ạ? Weather ngọc vuông không. Chấm main nữa. Weather chấm ngoặc vuông không chấm gì main. Rồi ok thử nhá. Rồi reload trang. Cái hai sai rồi ạ. Thừa chấm nêm ạ. Không. Cái thứ hai ạ. Thừa chấm nêm. Ừ. Rồi thử này. Rồi chúng ta có Hà Nội, thành phố Hà Nội này, Việt Nam này, nhiệt độ 25 độ này, độ ẩm không lấy ra được, thời tiết lấy ra được, độ ẩm à, mình xóa mẹ mất rồi, đỡ tay xóa mẹ mất rồi. 5 đây là độ ẩm. Độ ẩm thì bằng thăm này data.main
120 à? Vâng. Ồ. CT. À, độ ẩm 49%. Nhiệt độ 34 độ. Thời tiết là mây, nhiều mây. Hà Nội. Ví dụ Bắc Kinh. Nhiệt độ đang là 21,88 độ. Dạ, Vũ Hán đây nè. Vũ Hán là 24 độ, độ ẩm 33%, trời nhiều mây. Bây giờ đến Milan, độ ẩm 70%, 8,8 độ. Được chưa? Các bạn chạy được chưa? Thế thì mày. Sáng rồi. Được chưa? Hiển thị được chưa các bạn ơi? Cho em xem cái phần unit ở mấy cái chỗ, ở cái chỗ đường link web được không ạ? Đây, Có, cái tại em như là em quên mất chữ đánh nào cho nên là nó vẫn sao này dám để đi thầy ơi, thầy xem một cái nào, cái IBA của em nó chả là gì, cái gì cái đường link IBA của em nó chả là gì hết. trên màn hình như thế nào, trên màn hình đi. Em viết trên Hà Nội liền vào. Enter. À,
làm gì ấy? Rồi em enter rồi nó không lại gì thầy ạ. Mở code ra xem nào. Tại sao cái chữ Hà Nội của em nó cứ cách ra vậy? Nó không ra thầy ạ. F12 lên. Không báo lỗi gì, tức là em chưa có sự kiện cho cái đấy. Mở code ra nào. CT name đúng rồi. If event. Ở dòng 26 em enter xuống dòng đi. Cuối đến cuối dòng 26 em enter xuống. Enter xuống. Viết chữ debugger ra. Đấy. Rồi lưu xuống, chạy đi. Vấn đề F12 nhá. Vâng. Rồi viết chữ Hà Nội ra. Đấy rồi. À quên nhầm. Mở code lên nhầm, không phải dòng 26, dòng khác. Dưới cái dòng 28 ấy. Dòng 28 enter xuống. Rồi, về cái debugger vừa rồi vào. Rồi, lưu hướng chạy lại đi. Enter. Ủa? Tính rồi, cây code viết thường thế ơi. Ờ. Ký chữ C ở cái code hoa lên. Rồi, lưu xuống. Đấy. Em F8 đi, bấm phím F8. Hoặc là bấm hình tam giác ở phía trên cái Pow in debugger kìa. Pow in đây. Ừ đấy. Vẫn không hiển thị. Em bật sang console đi. Bật gì ạ? Ui giời ơi, cái dòng 31 của em kìa, sai lòi mắt rồi kìa. API URL cộng với và Q, em lại viết là đô la Q. Đây là vấn đề về cái logic về code cơ bản của em đã sai rồi. Các cái phần tử tham gia vào trên cái query stream, các tham số ở trên query stream nó ngăn cách nhau bởi dấu và. Tôi cũng chẳng hiểu sao em nghĩ là sao lại để đấy là chữ chữ đô la Q được. Chịu. Thiếu dấu bằng đó. Q bằng và Q bằng. Rồi lưu xuống chạy đi. Bây giờ xóa cái đi bắt gơ ạ. Con lạy bà nãy bà làm như thế nào thì bây giờ bà làm y như thế cho con. Nãy con bảo bà làm cái gì? Đây con bảo bà bấm vào cái hình tam giác ở cái phần ở trên giữa màn hình của bà ấy. Thì bây giờ bà làm lại cho con. Được chưa? Hiển thị chưa? Độ ẩm sao lại 25% đây kia? À cái này em chưa sửa. Có biết sửa như nào không? Rồi vào console từ để em tắt cái... Cốt là va script mà thế này. Có biết hiển thị thông tin của cái data lấy về như nào không? Có. Console đấy gõ chữ data ra. Tí nữa. Chán thật. Giờ thì làm gì có mà chạy. Debugger thì xóa mẹ nó mất rồi thì lấy đâu ra mà dừng lại mà chạy. Console log thì không viết thì lấy đâu dữ liệu. Đấy, giờ tìm cái phần độ ẩm đi ở đâu?
lên. Đúng rồi. Được chưa? Tìm thành phố khác đi nào. Cần Thơ đi xem nào. Cần Cách Thơ. Đấy. Cũng biết làm ấy chứ không phải là không biết làm đâu. Rồi em cảm ơn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái thư viện nữa, nhưng mà với một bài khác. Chúng ta sử dụng cái thư viện Axios để lấy dữ liệu từ API về, nhưng mà cho cái bài bài tập của chúng ta ở trên cái mẫu API. Được chưa? Thì trong chúng ta bây giờ chúng ta mở lại cái mẫu API. Mẫu API.io. Thầy chưa reason ạ. Reason rồi. Đây mốc API này, login vào. Chúng ta còn xóa hết tiệt cả dữ liệu của mình đi. Được chưa? Vẫn là cái hotel hôm trước. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy dữ liệu nó ra, nhưng mà không không phải thông qua thằng Fed nữa, mà tôi sẽ sử dụng một thằng của bên thứ hai, ở bên thứ ba, là thằng thư viện này Axios. Sử dụng Axios để lấy dữ liệu về. Được chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file thứ hai là using Axios. Thôi mà tôi viết cái khác đi. List hotel .html. Đây, HTML 5. Lành sách khách sạn. Rồi. Trong này tôi có một thẻ script này. Nhưng mà trước khi có thẻ script này, tôi pẹt cái đoạn script unpackit.com/axios-min.cs về. Được chưa? Cái này tôi lấy từ đâu? Tôi lấy từ cái nơi mà cái thư viện của thằng Axios, tôi sẽ gửi cho các bạn ở trên phần chat ở đây. Và copy lấy cái đường dẫn CDN. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử console log. console.log Axios ra xem có gì không. Dạ. Leads to hotel. Đây, nó có dữ liệu rồi, tức là nó lấy ra được cái thằng Axios rồi. Đây, tôi để code cho chúng ta đi làm theo. Này làm sao? Được chưa bạn ơi? Được chưa? Đi đâu hết rồi?
Được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đọc tài liệu của nó xem là nó gửi dữ liệu lên như nào nhá. Thì đây này, các bạn nhìn thấy này, nó sử dụng là axios.get cái đường dẫn của chúng ta lên. Sau đó chấm gen respond, tức là nó tự động nó chuyển cái dữ liệu của chúng ta sang cái JSON rồi, chúng ta chỉ có một cái gen thôi. Được chưa? Chúng ta có thể viết thêm cái đoạn ở phía dưới này nếu cần. Được chưa? Là đây là chấm gen này là lấy dữ liệu ra này. Chấm catch này là nếu nó sẽ xảy ra khi lỗi, được chưa? Chấm gen cuối cùng là nó sẽ luôn luôn hiển thị dữ liệu, nó sẽ luôn luôn chạy cái hành động này, được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể là truyền vào đây cái param như này, dữ liệu nó truyền như này, được chưa? Cho nó nhanh, hiểu không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Với cái danh sách hôm trước của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ dùng là axios chấm get, đúng không ạ? Get cái đường dẫn nào? Get cái đường dẫn trong mốc API ở đây, chúng ta có cái đường dẫn này. Chúng ta có một cái biến và API URL bằng với lại cái đoạn string như này. Giờ HTTP gì đấy. Chúng ta có get ở đây, get cái gì? Get API URL cộng chuỗi với, chắc chắn là đây là hotel rồi đi. Hotel. Chúng ta có API URL, được chưa? Không có tham số gì cả. Và chúng ta có là chấm gen. Đây là data hoặc là respond. Respond. Đúng không? Và chúng ta console log ra. Console log ra cái respond kia. Chúng ta xem nó lấy dữ liệu như nào nhá. Đây, reload trang. Chúng ta thì nó trả chúng ta một cái array 50 phần tử. Đúng bằng 50 cái dữ liệu mà tôi lấy ra, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi tội khác cái là gì? Cái dữ liệu kiểu này nó sẽ khác so với cái dữ liệu ở fetch. Các bạn thấy là cái data của fetch ấy, nó sẽ trả về thẳng cái mạng này luôn, nó trả thẳng về cái mạng này luôn. Nhưng mà với cái dữ liệu thường axios này nó khác là cái gì ạ? Chúng ta phải respond.data thì chúng ta mới lấy được cái tập data này. Còn nó sẽ có các thông số khác là status là 200, status text là ok, header cái gì đấy, nó có rất nhiều thứ. Được chưa? Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? Nếu res.status.text đây, res.status.text bằng với lại ok thì chúng ta thực hiện là hiển thị danh sách. Được chưa? Thì hiển thị danh sách ở đây thì chúng ta đã học rất là nhiều từ cái bài trước đã có rồi, đúng không? Đây tôi sẽ copy lại cái bài trước. Đây. Copy lại cái mớ này. Tôi copy lại cả table này luôn. Đó, copy lại cả table. Sau đó là ở phần xử lý cái mớ này thì chúng ta cũng đi copy lại. Đấy là một cái thứ hai là chúng ta có cái này. Chúng ta có cái biến là data và data bằng respond.data. Rồi chúng ta mới dùng cái data.foreach này được. Dạ. Và bây giờ output nó như sau. Được chưa? Kết quả tương đương, đúng không? Kết quả thì tương đương, không khác gì cả. Đó. Tôi sẽ đẩy code lên GitHub, các bạn có thể lấy code về để xem nhé. Thì đây là cách chúng ta áp dụng using cái dùng cái using cái axios.
Được chưa? Làm thử với Gaseous này đi. Chạy ra ngoài đi vệ sinh ra.
Để chưa thì mày lấy danh sách về chưa? Được rồi thầy ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là mình sẽ thực hiện xóa nhé. Xóa thì sẽ như nào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái, như đợt trước tôi có dạy chúng ta thì phải, thì chúng ta có cái Switch Alert đấy. Còn nhớ không? Nhớ cái này không? Ừ, đi đâu rồi? Không, không nhớ này. Rất là nhớ. Đây, chúng ta vào cái trang này. Thế là đầu tiên vào trang này sao? Ủa lão. Thằng nào học lớp PT2 rồi cũng được học rồi hết. Lại lươn khươn rồi, bọn này. Đây, dùng Switch Alert. Nha, dùng Switch Alert để làm cái confirm ấy mà. Có gì đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo một cái sự kiện cho cái button này, button xóa này này. Khi mà thực hiện, chúng ta thực hiện bấm vào cái nút xóa thì chúng ta sẽ gửi một cái request lên lên trên Mock API để nó xóa cái bản ghi đấy khỏi cái cơ sở dữ liệu. Được chưa? Đồng thời chúng ta sẽ tiến hành xóa luôn cái phần tử, xóa luôn cái dòng này khỏi cái giao diện này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có một cái sự kiện là on click remove element cho cái nút xóa này. Cái này như bài trước tôi đã làm rồi đấy. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Axios luôn để tiến hành là thực hiện cái việc xóa đấy. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ có như sau. Tôi viết một cái hàm remove element. Đây tôi sẽ có remove ID. Được chưa? Remove ID. Đúng nhỉ? À đây là function nhỉ quên. Function remove element và nhận cái remove ID. Được chưa? Thì tôi sẽ thực hiện công việc như nào? Thì tôi sẽ thực hiện việc đầu tiên là phải confirm đã. Đúng không ạ? Nhưng mà confirm tôi sẽ sử dụng cái confirm của thằng gì ạ? Thằng Switch Alert. Được chưa? Thì đây, tôi sẽ dùng mẹ có cái đây xem nào, confirm. Đây, confirm đây, cái này. Hoặc là cái này. Quên cái này chứ. Được chưa? Confirm bằng cái này. Được chưa? Thì tôi sẽ đi copy cái này thôi, copy về. Bạn search thì confirm phát nó ra ngay mà. Đây con search, đây dùng cái confirm này đi. Confirm này nhá. Sweet fire. Dạ. Đây, tôi sẽ thực hiện confirm. Tôi dùng sweet alert.file và chắc chắn xóa dữ liệu và xóa cái hotel. Chắc chắn xóa không? Được chưa? Nếu mà sau khi xóa sẽ không lấy lại dữ liệu được. Được chưa? Icon là warning. Được chưa? Đây là đồng ý. Dạ. Cancel button take. Cancel button take là không đồng ý. Đồng ý và không đồng ý, được chưa? Tiếp theo nó sẽ lấy cái dữ liệu. Lấy dữ liệu nhận về. Được chưa? Đây là có này, đây là xóa này. Còn nếu không là thôi thì chúng ta không thực hiện hành động gì. Được chưa? Còn ở đây chúng ta sẽ thực hiện alert là đã xóa. Để mark nó lại thôi mà, chứ không phải là mang tính chất là xóa luôn. Được chưa? Và chúng ta thực hiện khi mà họ đồng ý thì chúng ta mới thực hiện là gửi request. Gửi request lên server. Ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử. Đây. Reload. Bấm nút xóa này. Chắc chắn xóa hotel. Sau khi xóa sẽ không lấy lại dữ liệu được. Đồng ý và không đồng ý. Đồng ý này thì nó sẽ đã xóa này. Còn nếu không đồng ý thì thôi, thì nó ta đi luôn. Được chưa? Được chưa? Các bạn hiểu cái phần này không? Chẳng qua là chúng ta tìm các cái thư viện nào nó thấy nó phù hợp, chúng ta đưa nó vào đây thôi. Về cơ bản là tôi không muốn dùng jQuery trong này.
không muốn dùng jQuery trong này, vậy thôi, để giảm cái việc nặng nề của website của chúng ta đi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành gửi request lên server nhé. Thì gửi request lên server thì chúng ta làm nào? Thì chúng ta phải dựa vào trong cái mốc API ở đây này. Chúng ta vào phần edit. Được chưa? Nó có một cái on delete. On delete này. Và đường dẫn của nó hotel sược 2.id. Tức là chúng ta nó nhận một cái con số nào đấy để nó xóa đi. Được chưa? Thì chúng ta viết, ví dụ bấm vào cái khách sạn có ID 1 thì chúng ta chuyển số 1 lên đây. Bấm vào cái khách sạn có ID 50 chúng ta chuyển số 50 vào đây. Được chưa, hiểu không ạ? Nhưng mà mỗi tội khác một cái là cái method của chúng ta gửi lên ấy, request ấy, request method là on delete. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng asios.delete. Thì trước khi đấy chúng ta có một cái là var request var delete delete url này. URL bằng cái gì nhỉ? Bằng API URL cộng chuỗi với dấu sược cộng chuỗi tiếp với lại cái remove id, thế là chúng ta có cái đường dẫn xóa. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có asios.delete và truyền lên đây cái delete url. Được chưa? Và chúng ta đâu nhỉ, truyền lên cái delete url và chúng ta có chấm gen, không có data gì truyền lên hết, chúng ta có là xuống dưới là chấm gen respond. Đó. Và chúng ta thích thì chúng ta còn tiến hành console ốc ra đây là cái respond này là cái gì. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta gen cái việc là xóa dữ liệu, xóa cái dòng đấy khỏi cái HTML này bằng cách là chúng ta tìm đến cái thẻ này, tìm đến cái thẻ này và xóa nó đi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là gì đây, ở đây gen này phải là function ở trong, lỗi các bạn, đây nó sẽ như này, là chúng ta sẽ có là và remove element bằng document.query
Query selector nhận cái là thăng là row, cái thăng là row trừ cộng với lại remove id. Dạ, chúng ta sẽ có là remove element chấm parent node chấm remove child chấm remove luôn được thế ạ? Chấm remove luôn được à? Vâng, remove là hàm luôn đi. Vâng, thấy đúng không? Rồi thử cái nhá. Cái số 3 nhé, nó xóa thằng số 3 đi nhé. Xóa này. Đồng ý này. Đấy. Dạ. Còn nếu mà thích nữa thì chúng ta tiến hành là có một cái switch alert thông báo như này này. Thông báo dạng như này này. Đây. Đấy thì chúng ta copy cái này chúng ta paste vào. Sau khi thực hiện xóa cái này xong thì chúng ta có cái đây with alert này, đây top end hoặc là bottom end exit này đã xóa chưa? Yeah, đã xóa đây quên à này, đấy xong ok chưa? Thì đấy là cái hành động xóa của chúng ta. Tức là bây giờ ở trên cái giao diện chúng ta đích cần code backend này, chỉ cần mỗi code JavaScript là mình có thể control được hoàn toàn cái đống hành động ở trên trang này rồi. Được chưa? Buổi sau mà không, các bạn về nghiên cứu giúp tôi làm thế nào để bấm một cái nút, ví dụ tôi đang mong muốn như này. Đây nha, tôi đang mong muốn như này. Nếu tôi bấm cái nút thêm mới, tôi sẽ bật được một cái dialog ở trên này lên. Cái model á, cái dạng như này, get bootstrap, documentation, URL, đây, đây, tôi mong muốn là khi tôi bấm vào cái nút thêm, tôi bật được một cái model dạng như này lên. Nhưng mà ở trong thằng bootstrap này nó sử dụng thằng jQuery, nên tôi không muốn sử dụng jQuery ở trong cái này, trừ khi là chúng ta không còn đường nào đi thì chúng ta phải dùng thôi. Chứ còn nếu không thì thôi. Được chưa? Thì các bạn thử tìm xem có cái cách nào để bật được cái model lên không. Thì ví dụ như chúng ta search JavaScript model. Đây, micro model đây, thử xem có không. Đây. Đấy, nó chỉ dạng như này thôi này. Chắc thằng này hy vọng nó không dùng jQuery. Đây này. Nó không dùng đến jQuery luôn. Dạ. Và chúng ta xây dựng cái model nó ra như này, và chúng ta tìm hiểu giúp tôi xem là sử dụng cái micro model này như nào để khi tôi bấm vào cái nút tôi bấm vào cái nút thêm hay là nút sửa thì nó đều bật được model lên. Được chưa? Các bạn làm giúp tôi cái việc đấy nhá. Đây, để nghiên cứu giúp tôi cái này. micromodel.sh. Được chưa? Đó. Rồi ok, điểm danh. Đấy, chúng ta luyện tập cái việc này, và cái việc thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cái hotel kia nó sẽ là cái một phần trong cái assignment của chúng ta nhé. Nên là cố gắng tập trung vào mà làm, dùng bằng phép cũng được, dùng ASIUS cũng được. Nhưng miễn là sao chúng ta phải nắm được là cái công việc chúng ta đang làm là cái gì thì chúng ta mới không tạch môn này. Thì còn nếu mà cứ lơ mơ là tạch nhé. Với tôi không có chuyện gì là đùa đâu. Dặn cái gì thì cố gắng về tập trung vào cái đấy mà học. Chứ cứ láo nháo, một là đi chép bài không hiểu gì thì các bạn đằng nào cũng sẽ tạch thôi. Với những câu hỏi của tôi thì các bạn biết rồi. Rồi ok, điểm danh này đang chung. Có đấy không? Không có này. Văn Ánh, Lê Hữu Tú, Bùi Văn Nam, Tạ Bích Thảo, Nguyễn Văn Thành, Phạm Trung Hiếu. Trung Hiếu có không? Không có này. Nguyễn Thị Thùy,
Viết Tú. Viết Tú. Đâu rồi? Không có luôn. Phan Tuấn Anh, Trần Thị Yên, Vũ Duy Đăng, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Vũ Dũng, Phạm Ngọc Anh, Lê Anh Tiến, Đỗ Anh Thái nghỉ rồi này, Nguyễn Bá Tú, Nguyễn Duy Hiếu, Vũ Đức Hải, Phan Ngọc Quang, Phan Ngọc Quang, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Văn Khương, Phạm Thị Hoài Thu, Nguyễn Trung Nam, Trần Văn Quang, Lâm Thi, cũng có này, Lê Đình Vinh, Lê Bá Quốc, Lê Bá Quốc, Trần Đức Thuận, Lê Bá Quốc nghỉ này, Nguyễn Công Tuấn, Nguyễn Bá Hưng, Đỗ Thanh Lâm, ok, Hồ Trọng Toản, không có này, Đinh Thành Vinh, Đinh Công Tuấn Anh, Tống Quang Đại, Vương Chí Hiệp, Lê Đức Huy, Nguyễn Tiến Tuân, Nguyễn Tiến Tuân, Cao Thế Tung, Phạm Minh Hiệu, Phạm Minh Hiếu, không có. Rồi những bạn sau vắng này, lại bị văng ra. Tôi thấy ông lúc nào ông văng ra văng vào rồi lại tạch những câu này thôi. Video quay đầy đủ rồi nhá, đừng bảo là không support với lại không nhớ gì môn này. Dạy lại từ đầu rất chi tiết rồi, tôi cũng chỉ cho công hỏi thôi mà không ai hỏi han gì. Rồi ok, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Video tôi sẽ up lên, tí nữa tôi sẽ up lên luôn nha. Gì lại lý sự gì, push code. Rồi ok, nay mình dừng ở đây nha. Bài assignment của bạn tôi sẽ cho sớm, là chúng ta thấy quản lý hai bài, là hai cái resort, một cái là hotel, một cái là room. Gì thầy gửi link vào một chat đi thầy, em không phải cho lớp ạ. Link gì? Link Git ạ. Link Git lên GitHub của tôi mà xem, lên đi mà tìm. Vâng ạ. Mấy cái việc vớ vẩn đấy mà cũng đi hỏi, chịu nha. Vâng, em chào thầy. Ok thầy. Em chào thầy Hà Ngáo. Alo Hà Ngáo ơi.